Xin chào tất cả anh em, nay lên cho anh em một cây Sipo cá mè ha. Cá mè thì thường em nói chúng cái tên thương hiệu này nó không được ha. Cá mè chủ đề một hãng thuốc ngày xưa đặt Sipo sản xuất riêng. Cây này là 19 chu niên 1932 1992 chu niên bản cuối cùng ha. Em lem lạc đà xin hãng theo máy. Con này new chưa qua sử dụng, ô khắc tên trên đây thì hãng cá mè nó sẽ khắc tên để nó tặng cho đối tác và nhân viên của nó ha. Con này new nguyên zin chưa qua sử dụng. Những cái lớp này là những cái lớp ố keo ha. Em để lâu thì đồng nó sẽ bị oxy hóa lên những cái lớp như thế này. Chuẩn new tim đồng ha anh em. Ruột vàng xin theo máy, trong lòng nắp là chưa có dấu hiệu sử dụng luôn. Chuẩn hàng neo cho anh em sưu tầm những cái dòng cá mè này ha. Em lem xin hãng theo máy. Ruột M5 thì 88-93 là 80% Sipo. Cái ruột nó sẽ bị lỗi M5 nha anh em. Lỗi này lỗi do hãng ha. Thì con này lưỡi gà vát gốc là từ 90-93 chuẩn đời theo máy, nguyên zin chuẩn đời theo máy, vỏ zin chuẩn new dày, thích hợp cho anh em sưu tầm ha. Con này thì em giao lưu với anh em là 2500 nha, 2500 anh em giao lưu liên hệ qua hồ sơ. Cảm ơn anh em rất nhiều.